Guck mal da, was für Melone. Das sieht aus wie Kürbis, gell? Ja. Này dưa đường mà nhìn cứ tưởng như là trái bí đỏ vậy đó. Xin chào cả nhà, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hai vợ chồng mình vừa đi công việc về và tiện đường chạy qua những ngôi làng thì mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Bởi vì hôm nay trời rất là đẹp này, cho nên là mình quay thì nhìn cái ánh sáng nó cũng đẹp hơn. Và trong những cái ngôi làng thì bây giờ người ta cũng trồng hoa nhiều đó, cho nên là nhìn rất là đẹp. Đường làng ở chỗ này nhìn khá là nhỏ nhưng mà vẫn được phép chạy 100 km/h. Chỉ có cái đoạn nào hẹp quá đó thì người ta có biển báo đó, như ở đây là chạy 70 km/h. Và cũng sắp vào trong làng đó. Khi mà vào tới trong làng thì sau cái biển báo màu vàng đó thì mình chỉ được phép chạy 50 km/h. Hoặc là cũng có những làng bây giờ người ta làm, người ta chỉ cho phép chạy 30 km/h. Ngôi làng này thì cũng nhỏ, chắc là chỉ vài trăm dân cư thôi. Ở đây cũng khá là nhiều căn nhà cũ. Thường mà đường chạy qua những ngôi làng cũ đó thì hay ngoằn ngoèo, bởi vì ngày xưa người ta xây nhà đó, và sau này người ta làm đường vòng theo những cái ngôi nhà, cho nên là nhìn nó khá là ngoằn ngoèo. Và hầu như là ở làng nào cũng có nhà thờ. Hôm nay thì mình rất là vui bởi vì hai vợ chồng mình vừa đến ngân hàng để chuyển tiền thanh toán cho người bán nhà. Ở Đức khi mà mua nhà thì mình ra công chứng xong xuôi rồi, khi về nhà mình đợi người ta làm thủ tục giấy tờ, rồi khi mà người ta gửi thư về cho mình, người ta yêu cầu chuyển khoản thì lúc đó mình mới ra ngân hàng, mình ký giấy và ngân hàng sẽ tự động chuyển tiền cho người bán nhà. Mình không có phải làm gì hết, mình chỉ cần ký giấy thôi. Thì mình rất là vui bởi vì mọi thủ tục thì khá là nhanh. Mình cứ nghĩ là sẽ cả tháng, 2 tháng mới xong, nhưng mà lần này người ta làm khá là nhanh. Vì vậy mà có thể là cuối tuần này hoặc là tuần sau thì chủ nhà đó người ta sẽ bàn giao nhà lại cho tụi mình. Hôm nay trời đẹp cho nên là rất là nhiều người chạy xe đạp trên đường. Thỉnh thoảng thì lại có một đoàn xe đạp chạy như thế này. Ở Đức thì người ta rất là thích chạy xe đạp theo đoàn, người ta rủ nhau đi chơi, người ta chạy từ thành phố này tới thành phố kia. Đoạn đường này người ta mới làm lại cho nên là cái nhựa đường còn mới, còn màu đen. Xa xa lại là một ngôi làng đó, mình sắp chạy vào một ngôi làng. Ngôi làng trước mặt đó thì có rất là nhiều hoa, rất là đẹp. Mình rất là thích đi qua cái ngôi làng đó bởi vì có mấy căn nhà người ta trồng hoa rất là đẹp luôn. Thì khi nào mà nhà bàn giao xong đó, mình sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Căn nhà đó thì khá là cũ nhưng mà tụi mình đã có kế hoạch sửa chữa như thế nào. Cho nên là mình sẽ quay trước khi sửa và mình sẽ quay trong quá trình sửa và mình sẽ quay sau khi sửa xong cho mọi người xem căn nhà khi mà sửa xong hoàn thiện thì sẽ như thế nào. Ở bên phía tay trái là những cái nhà mà người ta để trồng rau, trồng cây bên trong, giống như là nhà kính đó cả nhà. Mấy hôm nay trời nắng ấm và rất là đẹp cho nên là ra đường mình rất là thích quay. Hai bên đường làng thỉnh thoảng mình cũng gặp xe của nhà nước, họ đi họ dọn cỏ, họ cắt cỏ cho nó sạch, cho nó đẹp hai bên đường ấy.
đây là trong làng của mình. Bây giờ thì tụi mình chạy hết con đường này để đi mua kép bập. Trưa nay vì mình không có nấu cơm kịp đó, cho nên là mình mua kép bập về nhà mình ăn. Thì Chô rất là thích kép bập, hay là tiếng Đức còn gọi là Döner. Mình đang ngồi trong xe và chờ anh đi mua kép bập. Mình quay một chút xíu cảnh đường lộ cho mọi người xem. Thì cái con đường mình đang quay là đường quốc lộ, cho nên là có khá là nhiều xe tải, bởi vì con đường này rất là dài, đi qua bao nhiêu là thành phố đó, cho nên là xe tải chạy rất là đông. Đây là cái tiệm kép bập mà ở trong làng mình đó, thì cái anh chủ bán kép bập này rất là dễ thương. Thì anh đi có hỏi là có cho phép mình quay ảnh làm hay không, thì anh nói là không. Bởi vì anh ngại, anh nói là một tháng nữa đó thì anh sẽ mở một cái tiệm kép bập rất là lớn, và lúc đó thì anh sẽ mời cả nhà mình đến ăn kép bập và quay, và anh sẽ cho quay là anh làm như thế nào và bên trong tiệm như thế nào. Bởi vì bây giờ anh thấy cái tiệm nhỏ đó cho nên là anh ngại, anh không cho quay. Từ nhà mình đi ra tiệm kép bập thì cũng khoảng một cây số, và cái anh này thì anh làm kép bập rất là ngon, cho nên là rất là đông khách. Ở đây thì khách mua chỉ có đem đi thôi chứ không có ngồi lại ăn. Và trong cái con đường này thì là cũng là cái đường mà để dành cho xe tải đậu nghỉ chân đó, cho nên là người ta mua rất là đông. Bình thường khi mua kép bập ở đây thì anh đi nhà mình gọi điện cho anh bán kép bập trước, xong rồi anh làm sẵn rồi mình chỉ việc ra mình lấy rồi đem về đó. Nhưng mà hôm nay tại vì mình không có gọi trước đó, cho nên là anh đi phải đứng chờ một chút. Hôm nay thì mình lại chia sẻ thêm một chút về cuộc sống ở thôn quê nước Đức. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.